Tập 32. Anh nói xem em nên mặc cái bò hồng trông rất đáng yêu hay là mặc cái váy dài khá đoan trang tao nhã này. Một người đàn ông có thành tựu như anh ta sẽ thích nhìn phụ nữ mặc trang phục có màu gì? Khỏa thân. Không mặc gì hết. Đồ sát gái. Đại tiểu thư của chúng ta xưa nay chưa từng để tâm chuyện ăn mặc như vậy. Không phải chỉ là gặp một vị khách thôi sao? Có đến mức đó không? Cái này thì anh không hiểu rồi. Âu Huy chưa đến 30 tuổi đã xây dựng được một đế quốc ẩm thực thuộc về riêng mình. Anh ta lập nghiệp từ Malaysia, mở rộng ra Đông Nam Á, thậm chí là cả châu Á. Hiện giờ đã nổi tiếng cả châu Âu rồi. Quá trình này lại chỉ dùng thời gian không đến 5 năm đầy ngắn ngủi. Anh ta đã tạo nên các món ăn kiểu mới được những người trẻ tuổi chào đón nhất. Hơn nữa anh có biết nhà hàng của anh ta phải đặt chỗ trước 10 ngày không? Anh ta đã tạo ra một kỳ tích. Một người đàn ông có tài, có sức hút. Điều quan trọng là anh ta còn rất đẹp trai. Em nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho anh ta. Được thôi. Xem ra em đã hao tâm tổn sức điều tra nhiều như vậy. Vậy có phải là anh có thể ghen đúng không? Anh yêu, em cho phép anh ghen. Yêu anh cần một phút, nhưng yêu Âu Quy chỉ cần một giây thôi. Anh ta hoàn toàn có bản lĩnh khiến tất cả phụ nữ đều trốn tí xét ái tình với anh ta. Kỵ sĩ quý tộc chân chính đúng là nên giống như anh ta, vừa tài hoa vừa có khả năng. Sao lại có người đàn ông hoàn hảo đến như vậy? Anh nói xem, em búi tóc lên đẹp hay là để xõa tóc đẹp hơn? Búi lên cũng đẹp, để xõa cũng đẹp. Nhưng bạn thấy em thật vô vị. Anh nhìn lại mình đi, ghen tu là lại nói mát rồi. Tính tình cái cậu Âu Quy này rất cổ quái. Nổi tiếng rồi thì rất khó giao du. Ba em nói anh phải nắm được quyền đại lý nhà hàng của anh ta. Anh nghĩ đau hết cả đầu. Cô chưa bắt đầu mà đã chùn bước rồi sao? Quyết đoán lên một chút được không? Cũng không biết chú Ngô muốn nhân cơ hội này để anh rèn luyện một chút, hay là muốn gì cớ này để đuổi anh cách xa em. Sở dĩ ba em đưa anh một nhiệm vụ quan trọng như vậy là vì ông hoàn toàn tin tưởng anh. Có điều anh yên tâm, em đã mua chuộc được thư ký của ông Quy rồi. Em bảo cô ta sắp xếp buổi gặp mặt của chúng ta lên đầu tiên trong lịch trình. Chỉ cần chúng ta có thể gặp mặt ông Quy thì đã thành công được một nửa. Anh có biết gặp ông Quy khó cỡ nào không? Được rồi. Nhưng chuyện này thực sự không phải là vấn đề một sớm một chiều có thể giải quyết ngay được. Tin tức mới nhất của các đầu báo: cơn lốc Kenji quét ngang ba California, Mỹ khiến ba người chết, mười mấy người bị thương. Có thể cho tin tức giải trí nào vui vui một chút được không? Nghệ sĩ nổi tiếng Trương Tử Yên và anh bạn trai người nước ngoài của cô ta Megan kết mối lương duyên, hôm nay tổ chức hôn lễ. Chuyện tôi ghét nhất chính là kết hôn. Kết hôn rồi lại ly hôn, có gì thú vị chứ? Đổi. Chuyên gia ẩm thực Trương Lan Lan mấy ngày trước đã mở chuỗi nhà hàng đầu tiên ở Thượng Hải do chính cô làm bếp trưởng, mở đường cho một trào lưu ẩm thực mới. Cô đã muộn 3 giây, chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi. Tổng giám đốc à, xin cho tôi một cơ hội nữa. Tâm trạng tốt của tôi hôm nay đã bị cô phá hỏng hết. Hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn trước. Alo, chào cô, là tôi đây. Không sao, được. Cảm ơn. Chào cô. Sao vậy? Là thư ký của ông Quy. Cô ta nói hôm nay tâm trạng của ông chủ cô ta không tốt, từ chối gặp mặt tất cả mọi người. Cuộc hẹn của chúng ta bị hủy bỏ rồi. Đồng hồ cho việc thi cử đã được đặt rồi.
Còn 30 ngày nữa, tôi hy vọng trong 30 ngày này các em sẽ đặt hết tâm tư vào chuyện thi cử và làm luận văn. Chơi ít thôi, được không? Dù sao đây là bản suy yếu lý lịch đầu tiên trong cuộc đời của các em, cũng là phiếu điểm đầu tiên để bước vào xã hội. Được rồi, thời gian cấp bách, nhiệm vụ lại nặng nề. Có vấn đề gì thì cứ trực tiếp tìm tôi trao đổi. Các em có thể tan học. Nhà hàng ngon gần chỗ tôi, nhà hàng Đỗ Thịnh Hải mới mở đường Hà Phi. Nghe nói gần đây lượng khách liên tục tăng. Bữa trưa tôi không muốn ăn món Trung Quốc. Đường Hoàng Hải có một nhà hàng đồ Tây tên là Moose ở khu vực đó. Còn có mấy nhà hàng đồ Tây rất nổi tiếng của ngoại thành. Đây là những nhà hàng được ca ngợi nhất, có trình độ cao nhất, có chất lượng tốt nhất. Nhà hàng đồ Tây ở Thượng Hải treo đường dây bắn thịt chó, cái nào tốt một chút là lại giá cả bừa bãi, căn bản là không đáng từng đó tiền. Tổng giám đốc xin lỗi ngài, các cô chỉ biết tìm trên web ăn uống, vốn không có khứu giác của chuyên gia ẩm thực. Bỏ đi, tự tôi tìm là được. Cậu xem đi, thế nào? Đợi một lát. Đổ hai giọt dầu ô liu trộn lại đi. Chào anh, xe của anh đổ ở đây là phạm luật. Không sao, tôi nộp giấy phạt là được. Thưa anh, anh đến để dùng bữa sao? Nhảm nhí, chả lẽ đến để ngắm anh? Vậy anh cần những gì? Chỗ chúng tôi có món Trung Quốc và món Tây, không biết anh thích hương vị nào. Tôi không chịu đói được. Má món nào không tệ hại nhất lên đây. Được thôi. Ở cửa có một vị khách không mời mà đến. Mang món ngon nhất ở chỗ chúng ta lên cho anh ta đi. Người này trông nhã nhặn lịch sự, không ngờ tính khí lại đáng ghét như vậy. Mới sáng ra chắc đã ăn phải thuốc nổ rồi. Xin đợi một lát. Vậy mình sẽ làm một món sát sữa cho hắn ta ăn. Cuối tuần mà chán quá đi mất. Đã hẹn đi ăn thịt nướng với mấy cô gái, kết quả là đi tông rồi. Đáng đời, nhìn đi, ông trời thu phục em đó. Dù sao cũng là anh em ruột, làm gì mà nói em ác như vậy. Ngồi đi. Có điều vẫn may em đọc một quyển tạp chí, trong đó có nhiều câu trắc nghiệm thú vị. Trắc nghiệm thử cho mấy người. Được, câu gì? Câu hỏi về tên sát nhân biến thái. Đương nhiên mức độ biến thái tỷ lệ thuận với mức độ bất thường trong lòng của anh. Vậy thì chắc chắn tôi không đoán trúng. Làm đi mà, thử nha. Đào đào, câu đầu tiên nghe kỹ nè. Con cái vàng mà một bé trai yêu quý nhất đã chết. Người mẹ vì muốn bù đắp cho cậu bé nên đã mua cho cậu bé một thỏi sô-cô-la có kích thước như con cái vàng. Nhưng mà ngày hôm sau, cậu bé đã giết anh trai ruột của mình. Vì sao? Vì người anh đã giết con cá vàng. Sai rồi. Vì người anh đã ăn thỏi sô-cô-la cá vàng của cậu bé. Sai. Vì người em muốn một thỏi sô-cô-la to như người anh. Giỏi thật. Chúc mừng, chúc mừng. Đã đạt đến mức độ biến thái sơ cấp rồi. Bữa trưa rác rưởi của anh. Thứ gì vậy? Salad của đầu bếp, tôm vàng kết hợp với gạo thơm kiểu Thái. Được rồi, các đồng chí tiếp tục trả lời câu hỏi. Câu hỏi thứ hai nghe kỹ này.
Từ trên tầng bạn nhìn thấy một người đàn ông đang hành hung. Sau khi gã đàn ông giết người xong lập tức quay đầu nhìn bạn và dùng tay chỉ về phía bạn. Xin hỏi vì sao? Anh ta cảnh cáo không được nói ra. Sai, anh ta cảnh cáo người chết tiếp theo sẽ là cậu. Không phải anh à. Có thể đừng dùng tư duy của người bình thường để trả lời câu hỏi này được không? Em đã nói rồi là câu hỏi biến thái. Tay hắn ta chỉ chỏ là đang điểm số tầng, báo hiệu chuẩn bị tiếp sau đó sẽ lên giết người bịt đầu mối. Hai người này đúng là ngầm hiểu nhau. Chúc mừng hai người đã đạt tới trình độ biến thái trung cấp. Được rồi, câu hỏi cuối cùng nghe kỹ. Trên con đường sa mạc, bạn nhìn thấy có một người chết thảm. Xung quanh anh ta sát sưởi đủ loại hành lý to nhỏ khác nhau. Hơn nữa trong tay còn nắm nửa que diêm. Suy đoán quá trình chết của anh ta chắc chắn là chết khác trên sa mạc. Tôi biết rồi, bị hành lý đè chết. Anh và giảng gia đừng nói đùa nữa, nghiêm túc một chút được không? Cậu tưởng là đang quay phim hoạt hình sao? Đoán sai thì thôi, không chơi nữa. Nửa quay diêm xung quanh trải rác hành lý. Có phải là ngã từ trên cao xuống không? Tôi gợi ý một cách thử nghị. Mấu chốt nằm ở nửa quay diêm. Nửa quay diêm ngắn như vậy, lẽ nào anh ta bị bạn bè quẳng xuống từ khinh khí cầu đã quá nặng? Bởi vì anh ta rút trúng que ngắn nhất. Hai người biến thái này ác quá đi anh ơi. Sau này đắc tội với ai cũng đừng làm mất lòng hai người họ. Đi thôi, chúng ta về sao quả đi. Trái đất quá nguy hiểm. Đây là tiền thừa và hóa đơn của hai bạn. Quan cái lần sau là ghé. Những món này là cô nấu sao? Đúng vậy, đủ sát sữa rồi chứ. Hôm nay vừa hay tôi đói bụng, vậy mà lại ăn hết, coi như cô gặp may. Cô tên là gì? Tôi chỉ là người nấu ăn sát sữa thôi. Tôi tên gì có gì quan trọng không? Đúng rồi, cô ấy tên là Khang Vivi. Ai cần cậu lắm mồm vậy? Kỹ năng nấu nướng của cô học ở đâu vậy? Tôi chưa từng chính thức đi học. Tôi nấu ăn hoàn toàn dựa vào một bầu nhiệt huyết là đam mê, anh có hiểu không? Nói như vậy thì cô chính là tự học thành tài rồi. Vậy ai đã dẫn dắt cô? Từ nhỏ tôi đã thích nghiên cứu sách dạy nấu ăn, vì vậy ít nhiều cũng biết một chút. Khang Vivi, đó không chừng chúng ta sẽ gặp lại. Tôi nghĩ là không cần đâu. Thông qua trách nhiệm vừa rồi đã chứng tỏ anh là một tên biến thái. Hình như cô cũng như vậy. Tướng mạo trông cũng được đó, chỉ xếp sau tôi thôi. Năm nay những người có ngoại hình sắp xỉ tôi không nhiều đâu. Hơn nữa vừa nãy hai người còn có mối duyên ngầm rất hợp nhau. Hắn là tên biến thái, ai hợp với hắn chứ? Đùa thôi mà. Anh ta chỉ là một vị khách qua đường khó chịu mà thôi. Có gì đáng kinh ngạc đâu, nhìn hai người kìa. Thật ngại quá, làm phiền một luật sư lớn như anh phải tự mình chạy tới chỗ của tôi. Bạn bè đã nhiều năm rồi mà còn nói mấy lời khách sáo như vậy. Đúng rồi, lần trước sau khi bệnh tim của anh tái phát rồi bất tỉnh, người bạn cũ tôi vẫn luôn lo lắng về tình trạng sức khỏe của anh. Còn nữa, anh bảo tôi mang di chúc của anh tới đây. Sao vậy? Anh thực sự định nghỉ hưu? Anh nói xem, con người đúng là loài động vật kỳ lạ. Sao càng có nhiều tiền, ngược lại càng không có cảm giác an toàn. Anh Ngô, tôi thấy anh thiếu một người có thể chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc với anh. Tôi có chứ, tôi có con gái An Phách của tôi.
Người ta thường nói con gái đến tuổi trưởng thành thì nên gả đi. Tôi thấy tâm tư con gái yêu quý của anh đều đặt hết lên cả người con trai Ứng Hữu Kim là Ứng Đông rồi. Trở thành con rể anh chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng hiện giờ người ngoài đều ngấm ngầm nói rằng tôi đã nuốt chửng một nửa doanh nghiệp Ứng Thị. Vậy Ứng Đông thực sự cưới An Phách thì tập đoàn Ngô Thị của tôi không phải sẽ bị họ nuốt nguyên trọn hết hay sao? Anh Ngô, anh là một doanh nhân thông minh lão luyện, chuyện này không đến nỗi khiến anh phải than thở chứ. Mười mấy năm nay thay đổi quá lớn. Việc theo đuổi danh lợi ấy à? Cái mình muốn có được thật ra rất dễ dàng, nhưng muốn từ bỏ thì thật khó. Sao đột nhiên là bùi ngùi xúc động như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Không sao, chúng ta vẫn nên bàn việc chính đi thì hơn. Trên di chúc trước đây của tôi đã viết tất cả di sản của tôi toàn bộ đều để lại cho con gái duy nhất của tôi, Ngô An Phách. Nhưng hôm nay tôi muốn sửa lại một chút. Chỉ 20% tài sản để lại trong đó cho một người khác, là con rể tương lai của anh Ứng Đông sao? Anh Kỳ Sương, xin anh nhất định phải giữ bí mật này thay tôi. Tôi muốn chia 20% tài sản để lại cho một người khác có quan hệ huyết thống với tôi. Nào, ăn ít quan quả đi, ăn xong rồi chứ. Cái này đúng là không làm gì không biết. Quá ra chuyện của nhà hàng đúng là rất nhiều. Hơn nữa giờ đã định nhất gửi tin nhắn cho mình nói. Chủ nhà đã nói nhà hàng này muốn thuê tiếp, phải tăng tiền thuê, phải tăng thành 400.000 tệ một năm. Những việc này của cậu đều là chuyện nhỏ thôi. Mình nói một tiếng với Ứng Đông là được. Thật sao? Nhưng không biết định nhất có muốn để Ứng Đông giúp anh ấy hay không. Cậu đã rất hạnh phúc rồi mà. Ít nhất thì chuyện cậu lo lắng cậu có hướng giải quyết, đâu có giống vấn đề nan giải mà ba mình giao cho Ứng Đông. Quả thực đúng là mò kim đáy bể. Bọn mình nghĩ hết cách rồi mà vẫn không tiếp cận được Âu Quy, tổng giám đốc tập đoàn Alva kia. Anh ta đúng là rất khó đối phó. Chào cô, xin hỏi cô Khang Phi Phi có ở đây không? Cô ấy không ở đây, xin hỏi cô là... Là như vậy, tôi là thư ký hành chính của tập đoàn dịch vụ ăn uống Alva. Tôi đại diện tổng giám đốc Âu Quy của chúng tôi mà cô Khang Phi Phi tới phỏng vấn, làm trợ lý đặc biệt của ngài ấy, làm phiền cô chủ lời giúp. Trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc sao? Đúng vậy, đây là danh thiếp của tổng giám đốc chúng tôi. Thật xin lỗi. Trùng hợp quá, đúng là quá trùng hợp. Thì ra Phan Vy là vị cứu tinh của mình. Mình về rồi. Cứu tinh của cậu đến rồi kìa. Vy, cậu quả thực đã bước vào với một luồng ánh sáng. Mình yêu cậu chết mất. Cậu là vị cứu tinh của mình. Chuyện gì vậy? Cô chính là cô Khang Vy. Đúng vậy. Yên tâm đi, mình sẽ trang điểm thật đẹp cho cậu rồi mới cho ra khỏi cửa. An Phách nói ngày mai sẽ đi gặp Âu Quy với cậu, nhưng mà cậu chưa nghĩ thông suốt. Cái đàn ông này thật đúng là có bản lĩnh trả lời mấy câu hỏi biến thái. Hơn nữa hắn ta còn nói đồ ăn của mình đấu là sát sưởi. Ông chủ biến thái như vậy, công ty đó chắc chắn tốt đẹp gì. Người trẻ tuổi, tài cao sao có thể không cá tính được. Cậu biết không, Ứng Đông và An Phách dùng hết cách cũng không gặp được anh ta. Sao họ phải đi gặp hắn ta? Ngô Vũ Định muốn Ứng Đông đưa danh hiệu dịch vụ ăn uống Alpha vào khách sạn của chú ấy. Có như vậy mới cho Ứng Đông gia nhập vào đế chế khách sạn của ông ta. Bây giờ ông Quy nói muốn gặp cậu, như vậy cậu sẽ có cơ hội tới làm việc tại công ty của họ. Tới lúc đó cậu còn có thể nhân tiện giới thiệu An Phách và Ứng Đông rồi.
nhưng mình vẫn chưa nghĩ kỹ. Còn còn muốn nghĩ kỹ cái gì nữa? Một tập đoàn lớn cho Alpha, bao nhiêu người muốn vào còn không được. Bây giờ cơ hội này đặt trước mặt của cậu, chỉ cần cậu đồng ý thử thì tương lai của cậu rất có thể vì vậy mà thay đổi. Không giống mình và Định Nhất, nhất là kinh doanh nhà hàng qua khó khăn chồng chất. Bây giờ cậu tăng tiền thuê nhà nữa, tăng lên 400.000 một năm. Thật không biết hai đứa mình có thể chống đỡ nổi không. Cứ ai khó khăn này mà không vượt qua được thì mình chỉ có thể đóng cửa rời đi thôi. Yên tâm đi, nếu thực sự về lớp phải đóng cửa thì ông trời cũng sẽ không vô duyên vô cớ sắp xếp cho Quy xuất hiện đâu. Mình đã quyết định rồi, ngày mai sẽ đi phỏng vấn, mình sẽ đi gặp hắn ta, xem rốt cuộc hắn biến thái tới đâu. Cố lên, cố lên. Không phải chỉ là đi phỏng vấn thôi sao? Sao bắt mình mặc thành như vậy? Phỏng vấn chính là nhìn vào ấn tượng đầu tiên, ăn mặc chỉnh chu sẽ thể hiện sự tôn trọng. Một công ty lớn như vậy chắc không phải cậu định mặc áo phông đó chứ. Mình cũng không dựa vào ngoại hình. Quan nào, mình biết rồi. Nhưng vẫn phải chăm chút cả bên trong lẫn bên ngoài chứ. Cậu phải nhớ kỹ, lát nữa khi gặp Âu Quy nhất định phải thể hiện cho tốt. Tương lai của mình và ứng đồng trông cậy vào cậu. Cố lên. Đi thôi. Vào đi. Tổng giám đốc Âu, cô Ngô và cô Khang đã tới. Mời hai cô. Chào anh, tổng giám đốc Âu. Ngồi đi. Tôi chỉ có thời gian 20 phút. Khi trả lời câu hỏi, cô hãy nói ngắn gọn thôi. Cô thấy đầu tư vào ngành dịch vụ ăn uống ở Thượng Hải có độ khó hay không? Cô có suy nghĩ gì về đồ tây ở Thượng Hải? Cô đã từng đến Âu Va dùng bữa trưa, hãy nói ra ưu nhược điểm. Còn nữa, cô hy vọng có bước phát triển như thế nào ở công ty của tôi? Ở một nơi như Thượng Hải, dù là bất cứ ngành nghề gì đều rất coi trọng hiệu quả và lợi ích. Hơn nữa Thượng Hải cũng là một trong những thành phố có tiền thuê nhà đắt nhất cả nước. Thực khách lại có rất nhiều sự lựa chọn, rất dễ thay lòng đổi dạ. Đầu tư ở đây mạo hiểm rất lớn, cũng không đảm bảo chắc sẽ thu hồi lại được. Vì vậy tôi cảm thấy không được coi là lựa chọn sáng suốt. Người Thượng Hải là tiểu tư sản, thích học đòi ăn đồ Tây. Nhưng mà đầu bếp ở đây thông thường khi nấu ăn đều không có tình cảm, một mực theo đuổi đẳng cấp thứ bậc. Món ăn không có cảm xúc thì dù làm tinh xảo tới đâu cũng là thứ phẩm. Còn về nhà hàng bằng ngày Âu Quy đây mở, tôi chưa có cơ hội đến. Vì từ nhỏ tôi chưa từng rời khỏi Thượng Hải. Nhưng theo phán đoán của tôi, thành công của anh là màu sắc, món ăn của anh rất mới mẻ, lại rất sáng tạo, rất hợp khẩu vị những người trẻ tuổi. Còn về thiếu sót, chẳng qua chính là quá sáng tạo, quá đẹp đẽ nên thiếu mất sự chân thành. Có những lúc chuyên tâm làm tốt một món ăn thì đủ trở thành bảo vật chèo chống nhà hàng cả trăm năm rồi. Còn về hy vọng sẽ phát triển ra sao ở công ty, thật ngại quá, tôi không hiểu về công ty này, cũng chẳng có bất cứ hy vọng gì. Vivi tuyệt đối không có ý đó đâu. Ý cậu em muốn nói Thượng Hải là một đô thị lớn đang quốc tế quá, không có nơi nào thích hợp và đầu tư hơn nơi đây. Hơn nữa Vivi rất mong muốn được gia nhập doanh nghiệp Âu Thị. Tối qua cậu ấy còn hưng phấn cả đêm đến nỗi không ngủ được. Có lẽ do quá căng thẳng nên nó đang lộn xộn. Cho dù cô không giỏi giang gì, với ít nhất thì cô rất thành thực. Người dám nói thật với tôi cũng không nhiều. Cảm ơn. Bây giờ cô đã biết vì sao tôi chọn cô chưa? Không biết. Khi còn nhỏ nhà tôi rất nghèo, niềm vui lớn nhất chính là trộm thực đơn của người ta để nghiên cứu. Tôi còn nhớ cô đã nói mình tự học thành tài, vậy chắc hẳn cô giỏi hơn đám ăn hại dưới trướng tôi rồi. Thật xin lỗi, chúng ta có một khác biệt rất lớn. Tôi là mượn thực đơn, còn anh là trộm. Chỉ có dám ăn ngay nói thật mới có thể tạo ra thành tựu chân chính. Tôi quyết định tuyển cô làm trợ lý của tôi, phụ trách nhân viên điều tra tư liệu và khai thác và phát triển ngành ăn uống ở Thượng Hải. Cảm ơn tổng giám đốc Âu. Tôi nghĩ tôi có quyền từ chối anh. Vì sao? Nói thật ngại Âu Quy à? Con người anh tính tình cổ quái, lại hay cáo gắt, tôi quả thật không thích nổi. Có điều công việc là công việc, tôi có thể đồng ý làm trợ lý của anh, nhưng anh phải đáp ứng một điều kiện của tôi. Lại còn dám đặt điều kiện với tôi? Cô nói tôi nghe thử. Tiền lương 400.000 tệ một năm,
điều kiện cũng cao thật. Hơn nữa sau thời gian thử việc phải lập tức ứng trước cho tôi nửa năm tiền lương. Thằng Vivi cô đúng là ngày càng thú vị. Cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ đồng ý với cô? Nói thật tôi vốn không cho là anh sẽ đáp ứng, nhưng tôi vẫn phải nói điều kiện ra. Tôi rất cần khoản tiền này, nếu không được vậy tôi tới chỗ các anh làm việc cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Ý cô là cô tới chỗ tôi làm việc là vì tiền sao? Không phải sao? Chẳng lẽ tôi có ý với anh? Tôi nhất định sẽ chứng minh cho cô thấy phán đoán của cô là sai lầm. Cứ như vậy đi, tôi đồng ý với cô. Cảm ơn tổng giám đốc Âu. Khang Vi Vi, còn nữa? Còn nữa sao? Anh phải đồng ý gặp Ứng Đông. Là Ứng Đông của tập đoàn Vũ Đình cử tới sao? Đúng vậy. Cô giúp Ứng Đông như vậy, lẽ nào anh ta là bạn trai cô? Là bạn trai của tôi. Chào anh, tôi là con gái của Ngô Vũ Đình. Xem ra cô rất thích lo việc không đâu. Tôi có thể coi đó là lời khen anh dành cho tôi không? Tôi đồng ý với yêu cầu của cô, thời gian thử việc là 3 tháng. Ngày mai đi làm đúng giờ, tôi phải xem thử xem cô có đáng giá đó không. Cảm ơn tổng giám đốc Âu. Vậy tôi đưa Vivi đi trước. Ngày mai tôi nhất định sẽ bảo cô ấy đến đúng giờ. Còn hẹn với Ấn Đông thì... tôi sẽ bảo thư ký của tôi sắp xếp. Cảm ơn tổng giám đốc Âu. Vậy chúng tôi đi trước. Ngày mai gặp. Cô Khang Vivi. Tôi nghĩ cô chắc chắn rất coi trọng buổi phỏng vấn lần này. Ngay cả nhãn áo mà cô cũng chưa cắt, cô định phỏng vấn xong sẽ trả lại sao? Chúng ta cạn ly thôi, cạn ly nào. Nào chúng ta chúc mừng Khác công tử còn chưa tốt nghiệp đã tìm được công việc tốt như vậy. Phải mời khách ăn cơm nhiều vào. Đúng vậy, mời bọn mình ăn cơm đi. Chúng ta đều phải noi gương Vivi. Nào cạn ly, cạn ly. Phải rồi, ngày vui như vậy chúng ta đi uống một chai Van Martini để chúc mừng. Được thôi, rộng rãi vậy sao? Vivi à, em trẻ như vậy đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Có từng nghĩ đến chuyện đầu tư không? Anh có thể cho em chút tin tức nội bộ, đảm bảo trong mấy năm nữa em sẽ trở thành tiểu phú bà. Đúng vậy. Cậu nói xem, cậu mới 20 tuổi đầu mà kiếm được nhiều tiền như vậy, ngưỡng mộ chết đi được. Mình thấy cái anh chàng Âu Quy này chắc chắn là nhìn trúng Khang công tử nhà chúng ta rồi. Nếu không sao có thể đồng ý một yêu cầu vô lý như vậy với đứa trẻ ranh này? Cậu nói có phải không? Âu Quy chắc chắn là đổ Vivi rồi. Vivi cậu phải nắm chắc cơ hội được gả cho nhà quyền quý này. Đợi khi cậu biến thành Phượng Hoàng rồi thì đừng quên đám chị em tốt bọn mình. Mình nói này, các cậu chưa ai uống rượu mà sao để giống như đã uống nhiều, nói năng lung tung hết cả lên. Nào, uống một ly nữa, cạn ly nào. Đầu óc vẫn còn choáng sao? Hôm nay mọi người uống cạn 8 chai Martini, đầu không choáng mới lạ. Không phải mọi người đều mừng cho cậu sao? Mình thấy Mai Bảo nói đúng. Nó không chừng Âu Quy kia thực sự thích cậu. Sao cậu không suy nghĩ một chút? Điều kiện người ta tốt như vậy. Dừng lại. Cái gã Âu Quy kia là một tên vô cùng biến thái. Nếu mình ở bên hắn, chẳng may tối nào đó hắn phát rồ lên rồi giết mình thì làm sao? Xem cậu nói kìa, người ta đâu có độc ác như cậu nói. Được rồi, cậu ở đây một lát đi, mình đi tắm đã. Alo, tìm tôi sao? Được, tôi qua đó ngay. Tôi nói này, hôm nay cậu gọi điện cho tôi chính là để tôi uống rượu với cậu phải không? Buổi tối cậu uống chưa đã sao? Tôi mừng cho cậu mà. Tôi cảm ơn cậu. Bản thân uống rượu thì nói là mình muốn uống đi, đừng có lấy tôi làm bia đỡ đạn. Cậu có thể dịu dàng với tôi một chút không? Nói chuyện gì mà như sắn như đinh vậy? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu gặp phải anh tôi thì mới hết cách. Qua Hậu Huy, hôm nay cậu bị cái gì vậy? Ngứa, để tôi gã giúp cậu.
Tôi đã nghĩ mấy ngày rồi. Tôi thấy tôi rất khâm phục Âu Quy, rất khâm phục. Cậu khâm phục hắn ta cái độ gì? Một cô gái nam tính lại bạo lực như cậu mà anh ta cũng nhìn trúng được. Khẩu vị thật là nặng. Qua Hữu Hy, tôi trả lời một câu, cậu phải trả lời đúng sự thật. Nói đi, cậu đồng ý tới chỗ của Âu Quy làm việc, lẽ nào thật sự chỉ đơn thuần vì bản thân cậu thôi sao? Tôi đã nói mà, sự việc nào có đơn giản như vậy? Ưng Đông muốn hợp tác với Âu Quy, anh ta không có tiền nộp tiền thuê nhà, do đó nếu không phải vì hai nguyên nhân này, cậu sẽ không đồng ý một cách thoải mái như vậy. Có lúc tôi thấy mình rất hiểu cậu, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không biết cậu đang nghĩ cái gì, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì. Cậu làm như vậy hoàn toàn là vì muốn giúp Ưng Đông và anh của tôi, hoặc có thể nói giúp An Phát và Dạng Gia. Cậu hy sinh bản thân như vậy có đáng hay không? Đây không phải là hy sinh mà là giúp đỡ bạn bè. Thấy họ vui vẻ như vậy, tôi còn vui hơn họ. Vậy cậu không cảm thấy có một chút tuổi thân hay sao? Không sao, đó gọi là dạng cả đôi đường. Dạng cả đôi đường. Cậu xem, tôi nhận công việc này, định nhất sẽ không phải đau đầu vì chuyện thuê nhà nữa. Hơn nữa Ứng Đông còn có thể mượn chuyện của Âu Quy để có cái ăn nói với Ngô Vũ Đình. Tôi không chỉ tìm được công việc khiến người khác ngưỡng mộ, hơn nữa còn giúp mọi người giải quyết những chuyện nước sôi lửa bỏng. Nó không gọi là một mũi tên trúng hai đích thì là gì? Vậy mới nói có những lúc tôi rất không phục khí phách của cậu. Nếu cậu là chị dâu tương lai của tôi thì tốt biết bao. Hôm nay cậu đúng là uống quá nhiều rồi. Đây là tất cả tài liệu những nhà hàng lâu đời nổi tiếng ở Thượng Hải. Tôi đã thu thập hai ngày nay. Muốn mở nhà hàng ở Thượng Hải, ngoài việc món ăn ngon, giá cả hợp lý thì quan trọng nhất chính là truyền thống văn hóa của họ. Như vậy mới có thể biết địch biết ta, vừa nắm được dạ dày của họ, vừa bắt được trái tim của họ. Anh chẳng thể xem thêm những tài liệu này đi. Nó sẽ giúp anh khi muốn mở nhà hàng ở Thượng Hải này. Cô nói nhiều như vậy chẳng lẽ là muốn chứng minh cô tới công ty mới có mấy ngày ngắn ngủi mà đã đóng góp như vậy đúng không? Được rồi, không phải tôi đồng ý gặp Ứng Đông rồi sao? Cô yên tâm đi, tôi không nuốt lời đâu. Vậy đã nói trước rồi đó. Đợi một lát nữa anh không được mắt chó tầm nhìn thấp, coi thường bạn của tôi như mấy cô thư ký của anh. Hai người họ là bạn tốt nhất của tôi. Cô nói cái gì mà tầm nhìn thấp? Không có gì. Xe anh không được đổ ở đây, nó không dễ dạch đổ xe. Xe của tôi muốn đổ ở đâu thì đổ ở đó. Cũng đâu phải cô đóng vé phạt chứ. Tổng giám đốc Âu ở nước ngoài, Âu Va, quả thực là một nhà hàng có đẳng cấp rất cao. Nhưng thương hiệu dịch vụ ăn uống từ nước ngoài muốn bước vào Thượng Hải mà chỉ dựa vào sức mình e là không đủ. Hơn nữa vị trí nhà cũng là mấu chốt của sự thành bại. Vì vậy tôi hy vọng khi Âu Va đặt chân lên Thượng Hải, có thể bước vào tất cả các khách sạn 5 sao của Ngô Vũ Đình. Anh đã biết nhà hàng của tôi xưa đây chưa từng hợp tác với người ngoài. Đương nhiên cái mà chủ tịch Ngô nhìn trúng chỉ là tầm ảnh hưởng của Âu Va, còn về phân chia lợi ích nhất định sẽ đàm phán tới khi tổng giám đốc Âu hài lòng mới thôi. Ba tôi có hơn 200 khách sạn 5 sao trên thế giới. Chỉ riêng ở Thượng Hải đã có 5 khách sạn, đều được xây dựng trên những mảnh đất tốt của Thượng Hải. Doanh nghiệp của chúng tôi hướng tới những người trẻ thời thượng. Chỉ cần anh đồng ý hợp tác, tập đoàn chúng tôi chắc chắn đẩy mạnh hình ảnh doanh nghiệp của anh, để hình tượng tập đoàn Âu Pha trong nước tiến thêm một bước mới. Đây là tài liệu và kinh nghiệm của doanh nghiệp chúng tôi. Anh xem qua trước đi. Như vậy có được không? Tổng giám đốc Âu có thể nói thẳng suy nghĩ và yêu cầu của anh ra sao? Ngài Âu, tổng giám đốc, anh có thể đừng nghịch di động trong những tình huống như vậy được không? Lời tôi nói anh không nghe thấy sao? Khang Vi Vi, hiện giờ ai là ông chủ, ai là cấp dưới? Tôi làm gì cần có quản sao? Anh làm gì thì tôi không quản được. Nhưng mà anh đối xử với bạn tôi như vậy thì tôi phải lo.
Trước đây chưa từng có cấp dưới nào dám quản lý tôi. Có phải tôi là quá dung túng cô, khiến cô quên mất thân phận của mình? Lại bắt đầu rồi, mắt chó tầm nhìn thấp. Khang Vi Vi, cô chửi ai vậy? Chửi ai thì người đó tự biết. Được lắm, vậy ngày mai cô không cần đi làm nữa. Công ty tôi không cần loại người không biết tốt xấu như cô. Vậy vừa hay tôi cũng được giải thoát. Tôi cũng không cần loại cấp trên biến thái, tự cao tự đại, lạnh lùng vô tình, chẳng có chút tình người nào. Tổng giám đốc Âu, Vi Vi của chúng ta vẫn là một cô bé. Thì sao cậu ấy rất kính trọng anh. Thật đó, anh đừng chấp nhận với một cô bé nữa. Cô bé, hơn nữa vậy thì cũng không bình thường. Anh Tổng giám đốc Âu, tính cách Vi Vi rất thẳng thắn nên dễ kích động, nhưng cơ hội lần này rất quan trọng với cô ấy. Tôi thay cô ấy xin lỗi anh, mong anh lượng thứ. Alo, chào chị. Được, tôi biết rồi. Các người giúp tôi làm chị ấy bình tĩnh lại, tôi lập tức đến ngay. Xin lỗi, tôi không tiếp chuyện được nữa. Theo anh ta đi. Xe đâu rồi? Chắc chắn là bị kéo đi rồi. Nếu cô tới để cười nhạo tôi thì không cần đâu. Cô vẫn nên tiết kiệm sức lực mà lái cái xe máy ghẻ của cô đi thì hơn. Anh đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đi thôi, tôi đưa anh đi. Chỗ này không gọi được xe đâu. Ý cô là bảo tôi ngồi lên cái này sao? Cô lái chậm một chút được không? Anh nói cái gì tôi không nghe rõ. Chậm thôi, mạng tôi còn đáng giá hơn mạng của cô đó. Vậy tôi càng phải lái nhanh hơn. Tới lúc đó chẳng may xảy ra chuyện bất trắc gì, tôi cùng người có mạng sống đáng giá, vậy tôi sẽ không bị thiệt thòi đúng không? Bác sĩ, chị của tôi sao rồi? Anh Âu, chúng tôi thực sự đành chịu bó tay. Mặc dù chị gái anh là bệnh nhân, nhưng mà tính tình cô ấy vô cùng nóng nảy. Bây giờ bác sĩ và y tá chúng tôi đều không dám bước vào phòng bệnh của cô ấy. Chị gái anh không chịu phối hợp như vậy, chúng tôi thực sự không còn cách nào khác. Cảm ơn bác sĩ, mọi người vất vả rồi. Đừng khách sáo, nếu không thì hai người qua đó xem thử trước. Một lát nữa tôi sẽ qua. Đi đi, mau đi đi. Ông Quy, anh xem dễ đối xử với em như vậy. Em thực sự không chịu nổi nữa. Cô câm miệng cho tôi, không chịu nổi thì đừng chịu. Tôi tưởng cô có thể chăm sóc tốt cho chị tôi, bây giờ xem ra không phải như vậy. Chia tay đi. Ông Quy, anh, tôi không hầu hạ chị nữa. Tiểu Quy. Chị à, Tiểu Quy, mấy cô bạn gái đó của em ăn mặc thì xinh đẹp lộng lẫy, chị thật sự không thích. Hơn nữa bọn họ vốn không hiểu chị. Em mau đưa chị đi, chị muốn về Malaysia. Chị muốn ăn bát cua tét. Để tôi thử làm món này. Thật sao, tốt quá rồi. Cô biết làm bát cua tét sao? Cô gái này đúng là có chỗ đáng khen. Tiểu Quy, sau khi tới Thượng Hải, con mắt em cũng tốt lên nhiều rồi. Bạn gái mới của em mặc dù không phải mỹ nữ, nhưng mà tự nhiên phóng khoáng, còn biết nấu ăn nữa. Chị rất hài lòng. Chị à, chị hiểu lầm rồi. Thực ra em, chị còn muốn ăn gì nữa không? Cô ấy biết làm hết đó. Tiểu Quy, em còn nhớ không? Lúc nhỏ ba mẹ mất sớm, không ai quan tâm tới chúng ta. Chỉ có thể ở trong nhà hàng đợi ăn cơm thừa canh cặn của người khác, lúc đó mới có thể ăn được hai miếng bát cua tét mà đã cảm thấy giống như đón Tết vậy. Vì vậy trong ký ức của chị, bát cua tét chính là món ăn ngon nhất trên thế giới. Đáng tiếc bây giờ đã không còn được ăn món bát cua tét chính cống nữa.
Đương nhiên là em nhớ rồi. Chị à, những ngày tháng khổ cực đó đã không còn rồi. Khang Vivi đã đi làm bắt công tác cho chị rồi. Chị nghỉ ngơi cho khỏe đi, một lát nữa là được ăn. Nếu món phải làm chưa đủ chín cống, em tìm cho chị một đầu bếp giỏi hơn. Chị à, chị phải đồng ý với em dưỡng bệnh cho tốt. Chị biết rồi. Thực sự làm xong rồi sao? Không biết có hợp khẩu vị của chị không? Thực sự là do em tự nấu sao? Tất nhiên rồi. Chúc chị sớm ngày bình phục. Mặc dù không giống mùi vị lúc nhỏ, nhưng mà đây là món mà cô thấy chính cống nhất mà chị tự ăn trong mấy năm qua. Em không biết đâu, bây giờ muốn ăn bát kinh tép này có nước dùng vẫn giữ được nguyên hương vị, là được làm theo cách phối chế cổ xưa nhất, thực sự quá khó. Chị thích là tốt rồi. Em đúng là cô gái tốt, không trang điểm đậm, tính tình cũng tốt. Điều quan trọng nhất là kỹ năng nấu nướng lại giỏi như vậy. Em lại đây, chị lén nói với em. Em trai của chị nghe lời chị nhất, chỉ cần người chị thích, nó sẽ đối xử tốt với người đó. Em là bạn gái của nó thì chị sẽ đồng ý.